từ Praha theo đường cao tốc D8 hướng Liberec, Friedland, qua cửa khẩu Habatice Zawidów bên Poland rồi đi Zgorzelec sẽ phải xa lộ về phía đông là đến thành phố di sản đẹp nổi tiếng Wroclaw, chỉ cách Praha 284 km. Xin chào mọi người, lời chào từ thành phố Wroclaw của Ba Lan, thành phố cực kỳ xinh đẹp. Wroclaw là thành phố lớn nhất ở phía Tây Ba Lan và là thủ phủ của tỉnh Hạ Silesia. Được coi là thành phố đại học, Wroclaw là thủ phủ của tỉnh Hạ Silesia, được xếp hạng là một trong số những nơi đáng sống nhất ở châu Âu. Quá khứ lịch sử của Wroclaw phức tạp đến khó tin. Và trong 1.000 năm qua, nó đã nằm dưới sự kiểm soát và thuộc về 8 vương quốc và các đế chế khác nhau. Hội trường thế kỷ Hala Stulecia trước đây có tên là Hala Ludowa, hội trường nhân dân, là một tòa nhà lịch sử ở thành phố Wroclaw, Ba Lan. Tòa nhà này được xây dựng theo đồ án của kiến trúc sư người Đức Max Berg từ năm 1911 tới năm 1913. Khi thành phố này còn là một phần của đế chế Đức, Max Berg đã thiết kế cung thế kỷ phục vụ như một công trình đa năng để tổ chức triển lãm, hòa nhạc, biểu diễn sân khấu, opera và các sự kiện thể thao. Ngày nay, nó vẫn đang tiếp tục được sử dụng như là nơi diễn ra các sự kiện âm nhạc và thể thao. Tòa nhà trở thành một trong những di tích lịch sử quốc gia của Ba Lan từ năm 2005 cùng với nhà Pavilion 4 vòm, đường dạo Pecola. Chỉ sau đó một năm, cung thế kỷ chính thức được UNESCO công nhận là di sản thế giới của nhân loại tại trận Leipzig. Quân phổ đã đánh bại quân của Napoleon. Hội trường được xây dựng để kỷ niệm 100 năm của trận chiến. Do đó nó có tên như vậy. Cảnh quan và các tòa nhà xung quanh được thiết kế bởi kiến trúc sư Hans Poelzig đã được khánh thành vào ngày 20 tháng 5 năm 1913 trước sự chứng kiến của Thái tử William xứ Hohenzollern. Nó bao gồm một hồ nước lớn với đài phun nước được bao quanh đường dạo chơi dạng nửa hình elip có khung khổng lồ bằng bê tông. Về phía bắc của hội trường là một khu vườn Nhật Bản. Sau các sự kiện tưởng niệm, tòa nhà đóng vai trò là nơi diễn ra các sự kiện giải trí đa năng, nằm trong khu triển lãm. Trước đây được sử dụng cho đua ngựa, công trình này không bị tàn phá trong chiến tranh thế giới lần thứ hai trong cuộc bao vây Breslau. Sau chiến tranh, khi thành phố cùng với hầu hết khu vực Silesia lịch sử đã trở thành một phần của Cộng hòa Ba Lan theo thỏa thuận Potsdam năm 1945. Hội trường được chính quyền Cộng sản đổi tên thành Hala Ludowa, Hội trường Nhân dân. Năm 1948, một tác phẩm cột thép điêu khắc hình kim cao 106m 348 bộ, được gọi là Iglica đã được dựng lên ở phía trước của hội trường. Hội trường đã được cải tạo tân trang vào năm 1997 và năm 2010. Gần đây Hala Stulecia trở thành tên chính thức được sử dụng. Hội trường là nơi diễn ra giải vô địch bóng rổ châu Âu EuroBasket 1963 và vòng loại của EuroBasket 2009. Sau đợt cải tạo từ năm 2009 năm 11, hội trường có sức chứa 10.000 người. Hội trường ban đầu có một hệ thống đại phong cầm được thiết kế bởi Walker Organbau, được xếp hạng là một trong những cây đại phong cầm lớn nhất thế giới. Đài phun nước nhạc màu nằm ngay bên cạnh hội trường thế kỷ Stulecia, được tạo ra vào năm 2009 để kỷ niệm 20 năm bầu cử dân chủ ở Ba Lan, nằm trong công viên Świdnicki đầy màu sắc. Nó bao gồm 300 vòi phun cùng nhau tạo ra các chương trình đa phương tiện dưới nước tuyệt vời với việc sử dụng âm nhạc và hiệu ứng màu sắc. Các chương trình diễn ra hàng giờ. Dưới thời quân chủ Habsburg trong thời kỳ sơ khai hiện đại, Wroclaw đã có rất nhiều công trình kiến trúc Baroque, có các trường đại học nơi đã đào tạo ra 9 người đoạt giải Nobel. Bạn cũng có thể nghe Wroclaw được ví như là Venice của Ba Lan khi sông Oder tách ra thành hai nhánh bao quanh khu phố cổ. Wroclaw đã bị phá hủy rất nhiều trong cuộc vây hãm kéo dài 3 tháng vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng khi chiêm ngưỡng những kỳ quan lịch sử của Wroclaw ngày nay bạn sẽ không nhận thấy điều đó. Thành phố có rất nhiều di tích lịch sử và địa điểm văn hóa sôi động. Năm 2016, đây sẽ là thủ đô văn hóa châu Âu và tổ chức giải thưởng điện ảnh châu Âu. Nếu bạn muốn đến thăm một trong những thành phố quyến rũ và quan trọng nhất của Ba Lan, hãy cùng khám phá những điều tốt nhất để làm ở Wroclaw. Đi vào điểm phía góc này. Đẹp quá. Wow. Quảng trường chợ Rinek được thành lập vào những năm đầu thế kỷ 13. Quảng trường chợ thời Trung Cổ là một trong những địa điểm rực rỡ và đông đúc nhất trong thành phố. Đây là một trong những quảng trường chợ lớn nhất ở châu Âu, không chỉ có một mà là hai tòa thị chính. Tòa thị chính cổ Gothic dài hơn 60 m là tòa thị chính cao nhất trong cả nước. Hơn nữa, Piwnica Świdnicka nằm trên quảng trường là nhà hàng lâu đời nhất ở châu Âu. Quảng trường chợ là nơi tuyệt vời để ăn uống ngon. Wroclaw là thủ đô lịch sử của Silesia và Hạ Silesia, thành phố nằm ở phía tây Ba Lan và là thành phố lớn nhất trong vùng lịch sử Silesia. Nó nằm trên bờ sông Oder, vùng đất trũng của Trung Âu, cách biển Baltic khoảng 350 km về phía bắc và cách dãy núi Sude 40 km về phía nam. Dân số chính thức của Wroclaw vào năm 2020 là 643.782 người, với hơn 1,25 triệu người sống trong khu vực đô thị xung quanh. Lịch sử của thành phố có từ hơn 1.000 năm trước. Tại nhiều thời điểm, nó là một phần của Vương quốc Ba Lan, Vương quốc Bohemia, Vương quốc Hungary, Vương quốc Habsburg của Áo, Vương quốc Phổ và Đức. Trong thời kỳ giữa các cuộc chiến và trong Thế chiến thứ hai, thành phố đã chứng kiến sự phân biệt đối xử và ngược đãi cư dân Ba Lan và Do Thái, bao gồm cả việc trục xuất để lao động cưỡng bức và các trại tập trung của Đức Quốc xã. Ngoài ra, hàng chục nghìn lao động cưỡng bức và cả tù nhân chiến tranh thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị giam giữ trong nhiều trại lao động và nhà tù của Đức trên khắp thành phố. Wroclaw lại trở thành một phần của Ba Lan vào năm 1945 như một phần lãnh thổ được phục hồi do những thay đổi biên giới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Wroclaw là một thành phố đại học với hơn 130.000 sinh viên, khiến nó được cho là một trong những thành phố quan tâm đến thanh niên nhất trong cả nước kể từ đầu thế kỷ 20, Đại học Wroclaw. Trước đây là Đại học Breslau, đã đào tạo ra 9 người đoạt giải Nobel và nổi tiếng với chất lượng giảng dạy cao. Wroclaw được xếp vào danh sách 100 thành phố hàng đầu trên thế giới theo khảo sát chất lượng cuộc sống của Mercer và nằm trong top 100 các thành phố thông minh nhất trên thế giới. Wroclaw có nhiều danh lam lịch sử, như quảng trường chợ chính, đảo nhà thờ và hội trường thế kỷ, được liệt kê là di sản thế giới của UNESCO. Nhà thờ Thánh Mary trên cát là một nhà thờ Công giáo ở Wroclaw, nằm trên đảo nhỏ ở sông Oder ở trung tâm Wroclaw. Được thành lập vào thế kỷ 12, đây là một trong những nhà thờ Gothic lâu đời nhất trong cả nước. Hitler đã biến Breslau thành một thành phố phòng thủ kiên cố vào năm 1944. Khi quân đội Liên Xô tiến về phía Tây vào năm 1945, nhà thờ này và các tòa nhà xung quanh là tổng hành dinh của quân đội Đức quyết tử thủ. Trong cuộc giao tranh, hầu hết các di tích lịch sử của Wroclaw đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Nhà thờ Thánh Mary trên cát cũng bị thiêu rụi, nội thất Baroque biến mất hoàn toàn. Các bức tranh của Michael Willman, bục giảng Baroque của Franz Josef Mangold. Ostrów Tumski hay đảo Tumski là phần cổ nhất của thành phố Wroclaw. Khu này đã có từ thế kỷ 10. Đây là nơi quyến rũ nhất, từng là một khu vườn. Ngày nay đây là nơi có một số tòa nhà lịch sử và di tích có tầm quan trọng nhất, được bao quanh bởi sông Oder. Đi dạo trải nghiệm khu vực đẹp và yên tĩnh này, đây là nơi bạn sẽ tìm thấy nhà thờ Gothic, tòa nhà cổ nhất của khu phố nhà thờ Thánh Rồ, các tác phẩm điêu khắc bằng đồng. Khu vườn và những cây cầu duyên dáng dẫn đến phần còn lại của thành phố. Nhà thờ Thánh John Baptist, nhà thờ là một trong những di tích lịch sử quan trọng nhất của thành phố. Nó được xây dựng vào thời Trung Cổ thế kỷ 13, nhưng trước đó từ thế kỷ thứ 10 ở đây đã có một nhà thờ, hai ngọn tháp đối xứng tuyệt đẹp tạo nên bức tranh toàn cảnh tuyệt vời của Wroclaw. Các điểm nổi bật khác ở đây bao gồm bàn thờ ở trung tâm của nội thất được sơn vẽ ở Lublin vào năm 1522, tượng Đức Mẹ Đồng Trinh đang ngủ, và cây đàn organ lớn nhất ở Ba Lan. Được xây dựng vào năm 1913, từng là cây đàn organ lớn nhất trên thế giới cho đến Thế chiến thứ hai. Vào các năm 1989, 1995 và 2019, Wroclaw là nơi đã tổ chức Đại hội Giới Trẻ Châu Âu của Cộng đồng Taie và đăng cai Đại hội Thánh Thể vào năm 1997 và Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012. Năm 2016, thành phố là thủ đô văn hóa châu Âu và thủ đô sách thế giới. Cũng trong năm đó, Wroclaw tổ chức Thế vận hội sân khấu, Thế vận hội cầu mây thế giới và Giải thưởng điện ảnh châu Âu năm 2017. Thành phố đã đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên IFLA, Liên đoàn các hiệp hội và Tổ chức Thư viện Quốc tế. Năm 2019, nó được UNESCO công nhận là thành phố văn học. Chợ Wroclaw, Hala Ludowa, do Richard Ludermann thiết kế và được xây dựng từ năm 1906 đến 1908 với tên gọi ban đầu là Breslauer Markthalle. Vì khi đó thành phố thuộc về nước Đức, chợ được xây nhằm quy tụ buôn bán trên đường phố ở trung tâm thành phố. Sau khi hoàn thành, tất cả các chợ đường phố được chuyển vào các hội trường chợ mới mở. Chợ không bị hư hại gì nghiêm trọng trong Thế chiến thứ hai và đây là một trong những chợ nông sản lớn nhất Wroclaw. Sterzaki, phố lò mổ cổ, là một con phố được tạo ra bởi hai dãy cửa hàng bán thịt. Được tạo ra do sự biến đổi không gian và pháp lý được thực hiện theo ý muốn của hoàng tử Borslovskaya vào năm 1242. Người cai trị đã mua các quán rượu từ các nhà sư và giao cho thị trưởng, sau đó hội đồng thành phố mua lại quyền điều hành nghề giết mổ của hoàng tử. Quyết định của hoàng tử trong những năm sau đó đã làm dấy lên sự phản đối của những người kế vị. Họ quyết định thu hồi quyết định, nhưng thị trưởng và người dân thị trấn không cho phép. Cuộc tranh chấp kéo dài đến năm 1261 và được giải quyết có lợi cho người dân thị trấn. trường chợ là một quảng trường có từ thời Trung Cổ ở trung tâm Wroclaw. Quảng trường hình chữ nhật với kích thước 213m x 178m là khu vực dành cho người đi bộ. Đây là một trong những quảng trường chợ lớn nhất ở châu Âu, với hai tòa thị chính lớn nhất Ba Lan. Các tòa nhà xung quanh quảng trường được xây dựng theo nhiều phong cách khác nhau, phần giữa của vành đai là khối công trình bao gồm tòa thị chính cũ, tòa thị chính mới cũng như nhà ở của dân. Quảng trường chợ là một quần thể đô thị với hai khu vực tiếp giáp theo đường chéo chợ muối và quảng trường. Phía trước nhà thờ Thánh Elizabeth có 11 con phố dẫn đến quảng trường, mỗi góc hai con phố, hai ngõ hẹp và một quảng trường ở bên ngoài gọi là chợ gà Cơ Si. Các quảng trường chợ được thành lập theo luật Magdeburg sớm nhất dưới thời cai trị của công tước Ba Lan Henry đệ nhất từ năm 1214 đến năm 1232. Theo thời gian, những ngôi nhà của dân chúng lần lượt xuất hiện và đến giữa thế kỷ 14 họ đã hình thành một khu dân cư khép kín với giới hạn của các lô được xác định vào thế kỷ 19. Quảng trường được kết nối với các tuyến xe điện, lúc đầu là xe ngựa kéo, nhưng sau năm 1892 tàu đã chạy điện. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, quảng trường chợ đã bị hư hại, tuy nhiên, hầu hết các tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn và sau đó đã được trùng tu cẩn thận. Cho đến cuối những năm 1970, các phương tiện giao thông vẫn chạy dọc theo trục Đông Tây. Giữa những năm 1996 và 2000. Quảng trường được tân trang lại, khu phía đông, nơi cuối cùng dành cho xe lưu thông đã được dành cho người đi bộ. Hiện có 60 lô đất được đánh số trên quảng trường chợ, với một số tòa nhà chiếm một số. Mỗi bất động sản đều có một cái tên truyền thống, thường được gắn với quốc huy có thể nhìn thấy trên mặt tiền hoặc liên quan đến lịch sử của chính ngôi nhà, ví dụ như Under the Griffin, Under the Blue Sun và Old Town Hall. Thành phố được cho là được thành lập bởi công tước Vladislav I của Bohemia từ triều đại Primislid của Séc, người cai trị khu vực từ năm 915 đến năm 921. Tượng đài Alexander Fredro tại Wroclaw là một bức tượng bằng đồng vinh danh Alexander Fredro, nhà thơ, nhà viết kịch người Ba Lan trong thời kỳ lãng mạn. Tượng đài ban đầu xây dựng tại Lviv năm 1897 theo thiết kế của Leonard Marconi, sau này được di dời đến Wroclaw vào năm 1956. Những chú lùn Wroclaw nổi tiếng có từ năm 2005 là những tác phẩm điêu khắc nhỏ bằng đồng cao khoảng 20 đến 30 cm nằm rải rác khắp thành phố, và hiện có khoảng 350 chú, trong đó khu cổ trung tâm có 190. Và con số này còn tăng lên. Những chú lùn là một điểm thú vị thu hút khách du lịch và là một trong những điểm trang trí độc đáo nhất của thành phố. Các bức tượng nhỏ này bắt nguồn từ các phong trào chống cộng sản và chống chủ nghĩa độc tài được gọi là Orange Alternative. Nếu muốn đặt một tượng chú lùn này ở Wroclaw, bạn không cần xin phép của thành phố mà chỉ cần được sự đồng ý cho phép của chủ sở hữu đất nơi đặt. Tòa thị chính cũ ở Wroclaw, một tòa nhà theo phong cách Gothic muộn ở quảng trường chợ ở Wroclaw, một trong những tòa thị chính lịch sử được bảo tồn tốt nhất ở Ba Lan và là một trong những di tích kiến trúc chính của Wroclaw. Tòa thị chính nằm ở góc đông nam của khối trung tâm, một tòa nhà 2 tầng có tầng hầm. 3 vịnh trên mặt bằng hình chữ nhật kéo dài với một tòa tháp và một số công trình phụ được xây dựng thành nhiều giai đoạn trong suốt 250 năm từ cuối thế kỷ 13 đến thế kỷ 16. Ngày nay, tòa thị chính có một chi nhánh của Bảo tàng thành phố Wroclaw, Bảo tàng nghệ thuật của Berger, là nơi trưng bày chính của nó. Ở tầng hầm của tòa thị chính có Piwnica Świdnicka, một trong những quán ăn lâu đời nhất ở châu Âu. Đây, chưa có tức là tòa thị chính mới ở Wroclaw. Vào giữa thế kỷ 19, cùng với sự phát triển của Wroclaw, nhu cầu về mặt bằng cho chính quyền thành phố tăng lên, tòa thị chính cũng không còn cung cấp đủ không gian làm việc và vào thời điểm đó đã vô tình bị chia thành nhiều phòng làm việc, nên đã không đáp ứng được nhu cầu về chất lượng. Tòa nhà cũng cần được cải tạo khẩn cấp, do đó tòa thị chính ở trong khối các tòa nhà ở giữa quảng trường chợ đã được xây dựng trong những năm 1860 đến năm 1864 theo thiết kế của Friedrich August Steller. Hiện tại, nó là trụ sở của Chủ tịch và Hội đồng thành phố Wroclaw và ở tầng hầm có nhà máy Beer Space.